Rồi, kéo đấy. Đấy, kéo xuống các bạn ạ. Kéo xuống nha. Như thế là nó mới thành cành cành cái nhá. Còn nếu là mình cứ để ở lên cao là nó sẽ thành cành đực. Đấy. Cành là cứ phải như cành cành kia kìa. Nó với là cành có cho trái này. Còn cây nào mà nó cao, nó lên như này thì mình phải kéo xuống. Đấy. Các bạn có thể treo cây hòn gạch. Các cái cây sầu riêng mà nó muốn có trái được thì không phải là nhìn bên ngoài cái mã bên ngoài nó tươi tốt mà nó có thể là có trái và có năng suất cao và nó có thể là cho trái sớm được, mà chúng ta phải nhìn vào bên trong là cái số cành mà có khả năng mang trái. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ là do cái cành mà nó có khả năng mang trái hay không thì bà con một số nơi nói là gọi là cành đực, có một số gọi là cành cái. Thì bà con biết là cái cây sầu riêng thì đặc điểm của nó đó là nó chỉ ra bông trên những cái cành ngang này thôi nha. Còn những cái cành mà nó mọc đứng lên thì thường nó không ra bông. Do đó thành ra là nhìn cái tán ở bên ngoài thì nó tốt, nhưng mà ở bên trong có cái cành ngang để ra trái hay là không và mang cái sức nhiều hay là ít thì nó sẽ phụ thuộc vào cái số cành này. Và cái trái mà nó có khả năng ra sớm hay không, đó là cái cành này nó có khả năng ra trái được hay không. Thì bà con thấy như cái trường hợp cái cây này, chúng ta thấy có một số cái cành ở dưới thì nó có khả năng ra trái, nhưng mà bà con nhìn kỹ những cái cành mọc như thế này, mọc đứng lên như thế này thì thường thường không thể nào ra trái được. Thành ra là đối với cái cây sầu riêng của bà con thì cái vấn đề tạo tán và tỉa cành cho nó để làm sao để cho nó xòe ra và cái khả năng mang trái và mang được nhiều trái là cái gì quan trọng. Và đặc tính của cây sầu riêng đó là do cái bản chất của nó là cái đỉnh nó có cái chất oxy ở trên đầu nó và nó sẽ lúc nào nó cũng ức chế cái cầu bơm phát triển và lúc nào cũng ngóc lên trên đó. Thành ra là cái đặc tính của cái cành sầu riêng là nó sẽ mọc thấp thấp lên nha, và nếu có điều kiện thì nó thấp lên. Nhưng mà có một cái điều là bà con mình là rất là thường hay, tôi thấy là không riêng gì ở Công Tâm mà ở Đắk Lắk và ở tôi mới đi ở Đà Ba để bà con là kéo nó lên. Thì thật ra là kéo là để trường hợp là cái trái nó nhiều quá, nó nặng quá, sợ xà xuống đất nó gãy. Nhưng mà còn cái cành này nó chưa có trái gì cả, nhưng mà rất là nhiều bà con kéo nó lên. Thì thật ra như tôi nói là bản tính của nó là nó mọc lên rồi, mà bây giờ chúng ta lại kéo nó lên nữa, như thế thì nó sẽ xu hướng là nó mọc lên và nó sẽ trở thành cành cực. Và nếu mà nói với bà con thì chính là cành cực và nó sẽ không có trái. Và nếu mà cây sầu riêng chúng ta trồng mà chúng ta cứ kéo nó lên vậy hoài thì coi như hầu như sẽ không có trái được. Để trồng hoài nó cứ ra từ hoài thì mà nó thấy là những cái cành này nó sẽ mọc lên và nó xè ra thì nó tiếp tục nó lại mọc lên, nó mọc lên hoài. Thành ra là nếu mà cái cành mà có trái bằng móng tay như thế này thì bông nó ra nó sẽ rụng hết, không thế nào có sức để mà nuôi trái được. Thì tôi nghĩ đây là một cái lý do, một cái sai rất là lớn mà dẫn đến là cây sầu riêng rất là chậm cho trái. Và thứ hai nữa là cái gì, cho trái đang sắp sửa và không, tại vì cái cành mà lớn được cái này thì mới có hai ba trái sầu riêng, còn cái cành mà nhỏ xíu mà nó mọc trên cành cấp hai cấp ba chắc chắn là không thể nào nuôi trái và không thể nào nuôi nhiều trái. Giờ đó là cái vấn đề ở chỗ này là cái cây chúng ta phải kéo cành nó ra, chúng ta phải cho nó xòe ra để cho cái cành nó lớn và nó có khả năng mang trái nha. Thì do đó thành ra là nhìn cái cây ở bên ngoài như ban đầu đẹp hay không thì mới là cái bên ngoài là thôi, còn bên trong cái cây sầu riêng nó phải có cái cành nó xòe ra và đặc biệt là cái cành này có khả năng mang trái. Còn cái vấn đề